và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món nha. Hôm nay mình có dưa leo nè, mình sẽ làm dưa mắm nha. Dưa mắm trộn dưa leo nè mọi người ơi. Thì ở đây mình có 3 kg dưa leo nha, mình đã rửa sạch. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sơ chế cái phần dưa leo nha. Mình sẽ cắt cái trái dưa leo ra làm đôi nè. Sau đó là mình lấy cái muỗng nè, mình sẽ nạo hết cái phần hột của nó ra nha. Mình nạo hết cái phần hột của nó ra như vậy nè. Mình làm dưa mắm á, nó sẽ giòn và nó sẽ không có bị chảy nước ra nhiều, làm cho cái dưa mắm của mình nó không được ngon nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt hết những cái còn lại của dưa leo này luôn nha. Phần hột dưa leo như vậy nè, sau đó mình rửa lại nước sạch nha. Mình rửa lại một nước nữa và mình sẽ sắc cái miếng vừa ăn nha. Đây mình sắc những cái miếng vừa ăn như vậy nè. Đừng mỏng quá nha mọi người, mỏng quá thì mình làm nó sẽ không có được giòn nha. Mình sắc khoảng chừng 4mm là nhỏ được rồi, nhỏ mình ăn vừa rồi nha. Rồi sau đó mình cũng sắc cái phần dưa leo xong rồi nè, mình rửa qua cái nước sạch thêm một lần nữa nha. Rồi sau đó mình vớt ra cho nó ráo nè, rồi mình sẽ đổ ngược trở về một cái thau sạch nè. Sau đó là mình sẽ cho muối nè, ở đây mình sẽ cho 2 muỗng muối nha và thêm 1 muỗng đường cát nữa nha. Mình sẽ trộn muối với lại đường cát chung, đường cát thì nó tạo cho cái miếng dưa của mình nó sẽ giòn á, còn cái phần muối thì nó làm cho dưa leo của mình mặn mặn. Mình không cần để muối nhiều nha, để muối nhiều thì nó sọp cái phần dưa nó sẽ không được ngon. Thì sau đó mình sẽ trộn đều lên nè. Mình trộn đều lên và mình sẽ để yên ở đó cho nó thấm cái miếng dưa leo của mình. Và sau đó mình sẽ sơ chế cái phần nước mắm để mà mình ngâm cái phần dưa mắm nè. Thì bây giờ mình sẽ cho, trước tiên mình cho 2 muỗng cà phê đường cát nha. Mình sẽ nấu vàng lên nè. Mình làm vàng lên nó giống như mà cái phần mình thắng nước màu vậy đó. Rồi mình nấu vàng lên như vậy nè, mình thắng như caramel vậy nha mọi người. Thì sau đó mình sẽ cho một cái giá nhỏ cái phần nước lọc vô nè, để mà mình nấu cho nó tan ra nè. Sau đó là mình cho nửa chén đường cát nha, nửa chén đường cát vô. Rồi sau đó tương tự như vậy, thì nửa chén đường cát thì mình cũng sử dụng nửa chén nước mắm luôn nha. Thì ai muốn ăn mặn mặn chút xíu thì mình cho hơn nửa chén nước mắm tí xíu nha, tự vì mình không có dằn muối. Rồi sau đó mình cho thêm 1 muỗng nước lọc nữa nè, thì tỷ lệ nấu của nó nửa chén nước mắm, nửa chén đường và sau đó là 2 muỗng nước lọc nha. 2 giá luôn nha mọi người, 2 giá canh nước lọc. Thì cái phần dưa của mình nó đã mặn mặn á, thì mình cũng không có cần mình cho cái phần dưa nha, muối vô nữa nha. Nước mắm của mình như vậy cũng được rồi nè. Bắt đầu mình sẽ đâm tỏi nha. Mình sẽ đâm những cái tép tỏi như vậy nè. Thì mình cho khoảng chừng 10 tép tỏi á mọi người. Thì tùy theo mỗi nhà, nếu mà không ăn tỏi thì cũng không sao nha. Rồi mình đã đâm tỏi nhuyễn rồi nè. Nhưng mà có tỏi vô thì nó rất là thơm. Sau đó là mình sắc ớt vô nè, mình sắc lát lát luôn chứ mình không có bầm nhuyễn nha. Tại vì nhà mình cũng có trẻ con đó nên đâm ra thì sợ các bé ăn cay ăn không được thôi. Rồi mình sắc ớt cũng xong rồi, thì cái phần dưa của mình như vậy cũng được rồi nè. Nó đã ra một cái phần nước rồi nè mọi người. Thì sau đó là mình sẽ dắt ráo cái phần dưa này nha. Mình dắt ráo cái phần dưa này á, là sau đó là mình xả lại nước sạch nha.
mình xả lại nước sạch cũng khoảng trong vòng 3 nước nữa nha, để cho cái chất muối của nó sẽ ra nha. Rồi mình đã dắt cái phần muối rồi, sau đó mình xả lại nước sạch nè, mình rửa đi rửa lại nha, bóp bóp như vậy thì cái muối nó sẽ không còn bám vô đó, nó làm cho cái dưa của mình nó không có mặn nha. Rồi như vậy là cái phần dưa của mình nó cũng xả nước sạch xong rồi nè. Sau đó mình lấy một cái khăn lưới mùng nè, thì mình sẽ cho những cái nấm dưa vô mà mình vắt ráo nha. Mình vắt ráo cái phần nước luôn nha, để cho nó ráo như vậy nè. Mình trộn nước mắm vô, mình để mình ăn lâu á, nó sẽ ngon, nó sẽ không có bị chua. Thì những người nào mà thích ăn chua thì mình cho chanh vô nha. Mình muốn ăn liền á thì mình cho chanh vô mình ăn liền cũng được. Chứ mình trộn đây á là mình để khoảng chừng 3 ngày sau là nó thấm, ăn nó rất là ngon mọi người ơi. Thì bây giờ á mình cũng vắt xong rồi nè. Mình cho vào cái thau tỏi mà hồi nãy mà mình đâm tỏi đó. Và mình cho ớt vô luôn. Sau đó mình trộn đều cái phần tỏi ớt này lên nè. Nhìn nó miếng dưa nó rất là ngon luôn nè mọi người ơi, xanh luôn. Mình sẽ trộn đều cái phần này là tỏi và ớt lên. Rồi xong sau đó là mình cho cái phần nước mắm để nguội. Nhớ là nước mắm mình để nguội hẳn luôn nha mọi người, không nóng nha, để nguội thiệt là nguội luôn. Rồi mình cho cái phần nước mắm vô trong dưa nè. Rồi sau đó mình trộn đều lên. Rồi như vậy là mình có một cái thau dưa mắm rất là ngon nha mọi người. Thì mình sẽ vào keo nè. Mình để vào keo thì mình để bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh, hoặc là mình để ở ngoài trong vòng 3 ngày là mình ăn nó rất là ngon nha mọi người. Mình để khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mình ăn liền cũng được. Mình để càng lâu thì cái dưa của mình nó cũng ngon và giòn. Rồi sau đó mình cũng dưa mình cũng thấm rồi nè, mình sẽ cho vào keo nha. Mình để vào ngăn mát tủ lạnh mà mình bảo quản, mình ăn lần lần nha mọi người. Rồi sau đó mình cũng được hai keo dưa đây, rất là ngon nha. Rồi bây giờ mình để vào ngăn mát tủ lạnh thì một ngày, hai ngày, ba ngày sau thì mình lấy ra mình ăn thử cho mọi người mình cùng xem nha. Rồi đây nè, cũng được 3 ngày rồi nè mọi người ơi, mình sẽ ăn thử. Wow, nó rất là giòn luôn nha, cái miếng dưa của mình vẫn giòn nha, rất là ngon luôn. Rồi như vậy cái phần dưa mắm của mình cũng xong rồi. Mình mời cô chú, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với lại Linh Nguyễn nha. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống nha. Rồi hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.